Tình báo Mỹ đánh giá thương vong nặng nề của Nga ở Bakhmut. Quan chức Nhà Trắng cho biết, Nga đã cạn kiệt binh lực và chịu thương vong nặng nề sau các cuộc giao tranh ở mặt trận Bakhmut trong những tháng qua. Nga đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự và lực lượng vũ trang. Chỉ tính từ tháng 12 năm ngoái, chúng tôi ước tính Nga đã phải hứng chịu hơn 100.000 thương vong, trong đó có hơn 20.000 người thiệt mạng trên chiến trường. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm 1 tháng 5. Ông Kirby dẫn thông tin tình báo mới được giải mật cho biết, khoảng một nửa số người thiệt mạng là thành viên của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner. Đây là lực lượng tham gia cùng quân đội chính quy Nga trong các cuộc giao tranh ở Ukraine, đặc biệt ở mặt trận miền Đông. Ông Kirby nói rằng Mỹ không đưa ra ước tính về thương vong của Ukraine vì họ là nạn nhân. Cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về thông tin trên. Hai nước cũng hiếm khi công bố số liệu thương vong chính thức. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhận định, nỗ lực của Nga nhằm tấn công khu vực Donbass, miền đông Ukraine thông qua thành phố Bakhmut đã thất bại. Ông Kirby tuyên bố Nga không giành được bất kỳ vùng lãnh thổ nào thực sự có tầm quan trọng chiến lược. Theo ông Kirby, Nga phải trả giá đắt khủng khiếp để đạt được những bước tiến ở thành phố Bakhmut, trong khi hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực này vẫn rất mạnh. Theo ông, con số thương vong gấp 3 lần con số thương vong của quân đội Mỹ trong chiến dịch Guadalcanal trong Thế chiến thứ hai. Điểm mấu chốt là nỗ lực tấn công của Nga đã bị đẩy lùi sau nhiều tháng giao tranh và những tổn thất nặng nề, ông Kirby cho biết thêm. Sergei Chirivati, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, hôm 1 tháng 5 xác nhận khoảng 100 binh sĩ Nga thiệt mạng mỗi ngày ở khu vực Bakhmut. Theo ông Chirivati, ở mặt trận Bakhmut, 25.600 quân nhân Nga, 65 xe tăng, 450 xe chiến đấu bọc thép, 154 khẩu pháo và 56 hệ thống pháo phóng đạn đang chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov hôm 16 tháng 4 xác nhận khoảng 500 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương mỗi ngày ở mặt trận Bakhmut. Theo đánh giá trong tài liệu mật bị rò rỉ gần đây của Mỹ, khoảng 354.000 binh sĩ Nga và Ukraine bị thương vong trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ đánh giá, con số thương vong của Nga sau một năm xung đột khoảng 189.500 đến 223.000 người, trong đó 35.500 đến 43.000 binh sĩ thiệt mạng. Ukraine tổn thất khoảng 124.500 đến 131.000 binh sĩ, trong đó 15.500 đến 17.500 người thiệt mạng. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông nói rằng, những trận chiến khốc liệt chưa từng thấy trong những thập niên gần đây đang diễn ra ngay giữa khu vực đô thị của thành phố Bakhmut. Bakhmut cũng là mặt trận khiến Nga và Ukraine tổn thất nặng nề sau nhiều tháng giao tranh. Tướng Oleksandr Sinitsky, tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, hôm 1 tháng 5 thông báo, các cuộc phản công của Ukraine đã đánh bật lực lượng Nga khỏi một số vị trí ở thành phố Bakhmut, nhưng tình hình tại đây vẫn còn khó khăn. Theo ông Sinitsky, các hoạt động giao tranh dữ dội vẫn tiếp tục ở mặt trận Bakhmut, nhưng Nga không thành công trong việc chọc thủng các phòng tuyến của Ukraine. Tổng thống Zelensky nêu chiến lược để Ukraine có thể thắng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu quan điểm về cách giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Zelensky cho biết, cuộc chiến với Liên bang Nga giống một chiếc bánh. Chúng ta không thể ăn toàn bộ nó chỉ trong một lần, vì miệng của bạn sẽ bị rách. Nga là một quốc gia lớn, sẽ rất khó để nuốt trôi những vấn đề này. Vì vậy, chúng ta phải chia cuộc chiến ra thành từng phần. Sẽ có các chiến thắng nhỏ tiếp nối hoặc diễn ra song song, nhưng phần lớn là chúng sẽ nối tiếp nhau. Chiến hạm Moscow là một trong những bánh như vậy, và đó là một trong những chiến thắng có tác dụng rất quan trọng lên tâm lý chiến đấu của Ukraine. Ông nhận định, nhắc về vụ việc xóa hạm Moscow của hạm đội biển đen Nga chìm hồi năm ngoái. Ukraine tuyên bố đã bắn tên lửa vào tàu Nga, trong khi Moscow lý giải rằng chiến hạm bị chìm do hỏa hoạn dẫn tới nổ khói đạn. Với chúng ta, chiến thắng là khi lãnh thổ của Ukraine nằm dưới sự bảo vệ của các biện pháp đảm bảo an ninh toàn cầu. NATO và các đảm bảo an ninh khác rất quan trọng. Nhiệm vụ của chúng ta là chứng tỏ rằng việc cùng tồn tại với Nga là không thể tránh khỏi và chúng ta sẽ phải mạnh mẽ hơn. Đơn giản là vì chúng ta không còn lối thoát nào khác, ông Zelensky nói, nhấn mạnh hơn tới tham vọng vào NATO của Ukraine. Chúng ta sẽ phải mạnh lên, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là làm mọi thứ để khiến Nga trở nên yếu đi. Chúng ta phải bảo vệ lãnh thổ, phải giải phóng Ukraine. Đó sẽ là một bước đi để làm đối phương yếu đi, ông nhấn mạnh. Chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng sau 14 tháng. Người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, Rustam Yuzhuk cho hay, các cuộc đụng độ giữa lực lượng vũ trang Ukraine và Nga đôi khi xảy ra ở khoảng cách dưới 50 mét tại nhiều khu vực trên tiền tuyến, đặc biệt là ở trong lửa Bakhmut ở Donbass. Ông cho biết, ranh giới giữa hai bên hầu như không thay đổi trong tuần qua và các trận chiến chính đang diễn ra trên các mặt trận Liman, Bakhmut, Adipka và Marinka. Quan chức Ukraine nói, tình thế giao tranh cận chiến buộc phía Kiev phải hành động nhanh chóng nhất có thể để thích nghi với tình hình. Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine.
Báo South China Morning Post đưa tin, Trung Quốc thông báo sẽ gửi đặc phái viên đến Ukraine và những nước khác theo sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra. Người đảm nhận vai trò đặc phái viên là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Huân và ông sẽ là cựu quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Lý cũng từng là đại sứ Trung Quốc tại Nga từ năm 2009 đến năm 2019. Trước thông tin trên, Điện Kremlin hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào có thể chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov nhắc lại, Moscow vẫn cần đạt được các mục tiêu đã định trước khi mọi thứ có thể chấm dứt. Về phía Ukraine, Thủ tướng Ukraine cho hay cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Trung Quốc đã gặt hái nhiều hiệu quả và có thể mở ra giai đoạn mới của nỗ lực hợp tác song phương. Ukraine hứng mưa tên lửa từ Nga trong đợt không kích mới. Rạng sáng ngày 28 tháng 4, nhiều thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, đã hứng chịu tên lửa Nga trong đợt không kích mới. Theo đài Reuters đưa tin, Nga đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn đầu tiên sau gần 2 tháng nhắm vào nhiều địa phương trên khắp Ukraine trong những giờ đầu của ngày 28 tháng 4. Giới chức Ukraine cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ở thành phố Uman, ở miền trung Ukraine, lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội tại một tòa nhà chung cư bốc cháy ở tầng trên. Thống đốc tỉnh này cho biết, ít nhất là 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 9 người đã được đưa đến bệnh viện. Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk ở đông nam Ukraine cho biết, tại thành phố thủ phủ Dnipro, một tên lửa đã rơi trúng một ngôi nhà, làm thiệt mạng một đứa trẻ 2 tuổi và một phụ nữ 31 tuổi, bên cạnh 3 người khác bị thương. Thủ đô Kiev cũng rung chuyển bởi các vụ nổ và giới chức báo cáo rằng các đơn vị phòng không đã đánh chặn thành công 11 tên lửa và 2 máy bay không người lái. Theo hãng thông tấn Interfax Ukraine, các vụ nổ cũng được báo cáo sau nửa đêm ở các thành phố thuộc miền Trung và miền Nam Ukraine. Quân đội Ukraine thông báo họ đã bắn hạ 21 trong tổng số 23 tên lửa hành trình của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky đã gọi cuộc tấn công là khủng bố. Moscow không lập tức xác nhận hay cung cấp thông tin về cuộc không kích. Tuy nhiên, từ trước đến nay luôn phủ nhận về việc nhắm vào dân thường. Cháy kho nhiên liệu của Nga ở Crimea nghi do UAV tấn công. Một kho nhiên liệu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea hôm nay đã bốc cháy dữ dội, dường như là do bị UAV tấn công. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4, thống đốc do Nga bổ nhiệm ở Crimea thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Tất cả lực lượng an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường, khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 m2. Theo thông tin sơ bộ, vụ cháy là do máy bay không người lái UAV tập kích. Ông cho biết thêm rằng không có thương vong sau vụ hỏa hoạn. Tình hình đã được lính cứu hỏa và các cơ quan phản ứng khẩn cấp của Nga kiểm soát. Do khối lượng nhiên liệu lớn nên việc khoanh vùng đám cháy sẽ mất rất nhiều thời gian. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận. Sevastopol, thành phố nằm trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công kể từ sau khi xung đột giữa hai quốc gia bùng phát vào đầu năm ngoái. Hồi đầu tuần, giới chức Nga cho biết hạm đội Biển Đen đã chặn đứng 2 xuồng tự sát không người lái tập kích cảng Sevastopol. Nga thời gian qua đã nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine đã dùng máy bay không người lái UAV và xuồng tự sát tập kích hạ tầng trên bán đảo Crimea. Tuy nhiên, phía Kiev luôn phủ nhận liên quan đến sự việc này. Điện Kremlin yêu cầu Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và các khu vực khác mà Moscow đã sáp nhập như một điều kiện cho hòa bình. Mặt khác, Kiev tuyên bố không đàm phán hòa bình nếu Nga chưa rời khỏi tất cả những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Ukraine, trong đó có Crimea.